Đấy, chị ơi, cho em gặp chuyên gia tư vấn Đinh Đoàn để chị tư vấn về chuyện tình cảm được không ạ chị? Anh Đinh Đoàn đang ngồi cạnh em nói chuyện anh Đinh Đoàn nhé. Rồi chào em, anh vừa nghe em nói chuyện với bác sĩ Phượng rồi. À, thế bây giờ thế nào? À, hai bạn thì thế nào rồi? Bọn em chia tay rồi anh ạ. Chia tay với cái bạn mà vừa nói rằng là có quan hệ đấy á? Thế à, lâu chưa? Cùng được một tháng rồi anh ạ. Anh nói chung là về vấn đề quan hệ thì do là bản em ép buộc chứ em cũng chẳng từng nguyện gì đâu anh. Đúng rồi, thế nhưng mà chia tay ngay sau khi mà có cái buổi quan hệ ấy hay là sau đấy có những cái mâu thuẫn trục trặc? Trước đó là chia tay thôi nhưng hôm sau là em gặp bạn em là để em muốn bạn em giải thích lý do tại sao lại đối xử kiểu lạnh lùng với em như vậy nữa. Thì hôm đó thì bạn em có nhu cầu và em không thể chống cự nữa nổi anh ạ. Tức là chính cái hôm gặp để mà giải thích làm sao lại chia tay thì là lại xảy ra cái việc quan hệ. Thế còn trước đấy thì mối quan hệ nó cũng đã lỏng lẻo rồi, cũng đã nói chia tay nhau rồi. Em không hiểu lý do tại sao mà em nói chung em không sai được gì mà cũng chẳng làm gì nên tôi mà kiểu họ đối xử lạnh nhạt với em như vậy ạ. Anh ta thì bao nhiêu tuổi, anh ấy như thế nào, quen biết nhau rồi duy trì mối quan hệ được bao lâu? Bọn em sống chung trong dãy trọ anh ạ. Anh hơn em 1 tuổi nhưng lại học sau em 1 khóa. À, vẫn còn đang đi học hả? Hơn 1 tuổi học 1 khóa ở chung nhà trọ, cho nên là nó xảy ra nảy sinh chuyện tình cảm, nhưng mà tình cảm thì cũng không mặn nồng gì lắm. Chính cái hôm mà gặp gỡ nói lời chia tay thì lại là cái hôm mà bị cưỡng ép có quan hệ, và sau đấy thì bây giờ thì không không thể có một tí tình cảm nào nữa, đúng không? Thật ra thì không yêu nữa cũng là một lý do. À, khi anh nói là không còn yêu em, không còn tình cảm nữa, mà bây giờ đôi khi các bạn gái cứ gặp gỡ hỏi là thế thì lý do tại sao, thì người ta nói rằng không yêu thì là không yêu, chứ Nhưng còn mà thì anh chẳng cho ta cho thuê bạn bạn cũng nói là lý do thế này thì cho nó thì em đang chấp nhận đấy bạn chẳng nói gì anh nhá. bởi vì anh ấy bạn ấy đôi khi con trai người ta cũng nó không có một lý do cụ thể, bởi vì thật ra ở tuổi anh ấy cũng chưa xác định một cái gì đấy sâu sắc, cứ quen bạn này quen bạn kia, yêu đến một vài người để trải nghiệm. Thế thì không lẽ người ta lại nói thẳng với mình là thật ra anh chả yêu em, lúc này anh chỉ muốn học cho xong rồi ra trường rồi là xin vào công ty làm để kiếm được tiền ổn định với vợ con, nhưng mà bởi vì cũng lửa gần rơm lâu ngày, cũng bén tuổi thì cũng đang tuổi sinh viên, cho nên là cái chuyện nó xảy ra như thế. Thật ra không cần lý do đâu, không cần lý do mà. Chỉ vì là anh ta chưa phải là thực sự chọn mình để yêu để lấy vợ mà. Mình chẳng tiếc nữa, mình có tiếc chăng thì một cái chuyện đã lỡ rồi, nhưng nó cũng là bài học cho mình. Em học năm thứ mấy rồi? Em đã thương người anh nhé. À thế à, đã có định hướng đi làm ở đâu chưa? Em hiện đang xin việc ở một công ty ở trên địa bàn thành phố Vinh anh nhé. À, việc đầu tiên của em chính là tập trung vào cái đó đi. Hãy coi những cái năm tháng ở nhà trọ vất vả, học hành sinh viên, những mối tình có người có Nhưng đôi anh ba ơi mối. ạ, điều em cần thấy bức xúc là cậu bạn trai em á, cứ nói cái chuyện em đã từng nói cho bạn bè của anh em biết á. Tức là anh ta đi khoe với bạn của anh ấy rằng là đã từng có quan hệ à? Nên là Thôi. bây giờ em Bạn bè em hay bạn bè anh ấy hay bạn bè chung? bạn bè anh ấy như là bạn bè ở trong đại trò cũng là bạn bè của em. Chẳng làm sao Nên cả. là Không lẽ mình đi thanh minh cho với người ta rằng anh ấy nói dối hay anh nói hiểu? Một điều ấy lại càng chứng tỏ rằng người đấy không đàng hoàng và không đáng để mình quan tâm. Cái đối tượng mà còn rất là non nớt chưa trưởng thành như vậy, đã lừa bạn gái để mà có quan hệ lại còn đi khoe thành tích thì đúng là mình không đáng tiếc nữa. Việc của em bây giờ chấm dứt, gạt cái đó sang một bên, cho quá khứ đấy là anh ơi em hiểu em mất rồi thì em còn cơ hội tìm hạnh phúc khác không anh? em ơi, có những người phụ nữ người ta đã có một đời chồng, thậm chí định có 2 đứa con rồi, người ta vẫn có hạnh phúc, người ta vẫn có đi bước nữa, thậm chí lại còn lấy được trai chưa vợ, không dám nói là trai tân nhưng mà trai chưa vợ.
Thế thì hạnh phúc rồi là có lấy được chồng hay không không phụ thuộc vào cái đó quá nhiều, với điều kiện là mình phải rút cái đó ra làm bài học, chứ không phải bảo rằng ủi cái đó chả sao đâu, đằng nào cũng mất rồi thì yêu thêm vài người nữa rồi cũng lại trải nghiệm vài người nữa thì cuối cùng mình tự nhiên nó trở nên chai sạn đi, mình nó sẽ nhìn vào cuộc sống nó không đẹp, coi những cái đó nó chỉ là một cái kỷ niệm không hay của thời sinh viên thôi. Bây giờ nhé, em xin việc đi làm và làm trong công ty này, mình đi làm công ty thì mình sẽ quen được, mình sẽ tiếp xúc được với những đối tượng tử tế, người ta làm kỹ sư, người ta làm quản đốc, người ta làm công nhân, người ta làm cùng công ty với mình lại có cơ hội được tiếp xúc với những tầng cao mới. Người ta nói rằng là gió tầng nào thì mây ở tầng ấy, đỡ phải cứ lằng nhằng với lại một cái cậu mà học dưới mình một khóa lại còn thật sự ra lại còn không đẹp nữa nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc sống và tình yêu bạn nhé. Dạ, em cảm ơn chương trình ạ. Vâng, chào bạn. Mở đầu chương trình sẽ là cuộc điện thoại được gọi tới từ Vĩnh Phúc. Alo. Vâng, chào thính giả của điện từ Vĩnh Phúc phải không ạ? Vâng ạ. Vâng, chào anh. Anh có thể nói câu hỏi của mình ạ? Em là Vĩnh Phúc, là em muốn gặp bác Đinh Đoàn. Em có một việc trao đổi với bác Đinh Đoàn tí về cái tình cảm tình yêu của vợ chồng em đang bị sứt mẻ rất là nặng nề. Vâng, anh có thể chia sẻ thêm là như thế nào được không ạ? À, bây giờ như thế này, em thì nhiều hơn vợ 19 tuổi ạ. Vâng. Vâng, thế nhưng mà vợ thì bây giờ lúc đầu yêu nhau, lấy nhau thì hai bên đều răng rở lấy nhau xong thì rất là hạnh phúc ạ. Vâng. Vâng, có một cháu trai năm nay là sang 6 tuổi rồi, nhưng mà như vợ đi công ty cái là bắt đầu tự nhiên là tính tình thay đổi ạ. À thế ạ. Tính tình thay đổi thì lên mạng, vợ lên mạng thì đi theo người đàn ông khác là người ta quay phim. Vâng. Người ta quay phim, người ta chụp ảnh xong người ta tống tiền. Là bây giờ là lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba vẫn cứ đi theo một người đàn ông nữa. Nên bây giờ mà khuyên can bảo nào thì bảo là cũng chỉ đòi đi theo người ta mà người ta đã bỏ rồi, nhưng mà vẫn cứ đi theo được. Biết như nào là còn làm đơn ra tòa để bỏ thì vâng. Gia đình thì không ai ủng hộ. Vâng. Hiện nay thì chị có hai vợ chồng vẫn ở cùng với nhau chưa ạ? Hay là chị không ở nhà? Bây giờ chị cách đây là bỏ nhà đi mất 3 tháng mà không về nhà. Vâng, cho đến nay vẫn chưa về nhà. Và giữa anh và chị vợ không có liên lạc gì với nhau ạ? Có, vẫn có, thỉnh thoảng vẫn có liên lạc, nhưng mà chị giận gia đình bởi vì là cả các anh các chị bên ngoại thì là các anh chị là ủng hộ em ạ. Vâng. Vâng, đúng là cái chị có một cái tính đồng bóng mà hơi giận một tí là chị bỏ đi. Vâng. Đúng là câu chuyện của vợ chồng anh cũng rất là buồn. Và hiện nay thì anh cũng đang lúng túng bối rối, không biết là sẽ xử lý như thế nào. Vâng, không biết giải quyết như nào câu chuyện gia đình mình. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho anh nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn. Vâng ạ. Vâng, xin chào anh. Vâng. Mình năm nay bao nhiêu tuổi anh? Em xin giới thiệu với bác Đinh Đoàn một tí ạ, cho em chào bác một tí ạ. Rồi, xin chào. Vâng, bây giờ em đã từ lâu rồi được nghe giọng nói của bác cũng như là trên đài em nghe rất là nhiều. Dạ, vâng. Vâng, mà ngưỡng mộ bác lắm, mà em không bao giờ nghĩ hôm nay em phải hỏi bác những câu này thì em rất là buồn nhưng mà cũng rất là vui được gặp bác. Rồi, mình bao nhiêu tuổi rồi? Có một cái việc này đáng lẽ là không... Nghe rồi, nghe rồi. Không được hỏi bác nhưng mà em vẫn phải hỏi, bây giờ cái tình huống của em giờ rất là khó. Rồi, nghe câu chuyện mình vừa chia sẻ với chị Huyền rồi. Vâng. Mình năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay là 52 tuổi. 52, vợ là 33 tuổi ạ. Vợ 33, trẻ quá đúng không? Mà bây giờ con đã 7 tuổi, 6 tuổi đúng không? Con 6 tuổi ạ. Nghĩa là mình lấy cô lúc cô mới có 25 mà cô cũng lại là giang dở một đời chồng rồi đúng không? Đang giang dở một đời chồng mà cũng không phải là chồng, mà cô chỉ là nhẹ cặp. Dạ là yêu một người đã có vợ, xong là người ta đến người ta đánh ghen mà à, cũng không phải là một đời, tức là cô cũng không phải là, tức là có tiền sử theo giai nói cho nó hơi hài hước một chút. Còn mình thì thế nào? Trước đây mình đổ vỡ hôn nhân đúng không? Coi như là có một đời chồng mà có một cậu con trai. Tức là cô ấy mặc dù đi cặp với lại có người đàn ông có vợ nhưng cũng đã có được một đứa con trai mặc dù không phải là hôn nhân đúng không? Vâng ạ. Ừ, thế xong là sau này thì gặp mình lấy mình thì lại được một đứa nữa 6 tuổi đấy. Đúng ạ. Thế thì bây giờ cả hai cái đứa ấy nó ở đâu? Hai đứa là mình nuôi tất ạ. Mình nuôi cả con của cô lẫn con của mình đúng không?
Vâng ạ. Trời ơi tốt quá cơ. Này thế trước cái cuộc hôn nhân trước của mình có con riêng không? Trước là có một cô con gái năm nay 20 tuổi ạ, 21 tuổi ạ. Ồ thế là mình đúng là hiện nay là ba thế hệ con đấy đúng không? Ba đối tượng. Vâng ạ. Con riêng của mình, con riêng của vợ và một cậu bé chung. Vâng. Cuộc sống có phức tạp không? Bốn bố con. Con của vợ thì là vợ nuôi ạ. À, tức là mẹ đi là mẹ cũng đưa con đi luôn. Mẹ đi nước ngoài xong là gửi con gái vào ngoài. Ừ. Nhưng mà hiện nay thì cô mới chỉ dỗi bỏ nhà đi trốn đấy, thì nghĩa là cháu thì vẫn ở với bà ngoại ấy gì? Vâng ạ. Còn mình thì là nuôi hai mình con. Mua nhà mua đất ở riêng ạ. Rồi. Mua nhà mua đất ở riêng thì cái cô nhà em thì nó như thế này ạ. À. Lúc bé thì cũng có một ít là ảnh hưởng về cái tinh thần thần kinh nó hơi bị kém. Thần kinh kém là sao? Nhưng mà nó ngược lại. Ngược lại là như này anh ạ. À. Nó ngược lại là lại được cái hình thức này rất là khá. Rồi, xinh mà lại đầu óc kém nữa thì rất dễ đầu óc trở kém thành là đối tượng tứ. Của vâng. Người ta tán tỉnh đúng không? Rồi, người tính ta chỉ tình thì là hai mình khùng điên ạ. Khùng điên đó hả? Vâng, khùng điên mà nếu mà nói bất cần, không có đầu óc suy nghĩ câu mà nó không vừa lòng là có thể bức xúc, có thể đập phá này. Rồi, không thật rõ ràng là bình thường thì là rất là ngoan, rất là tốt ạ. Biết rồi, một cô gái 33 cũng sóng gió cuộc đời rồi, cũng hai đối tượng con rồi. Mà bây giờ cứ đi theo hết người đàn ông này, người đàn ông khác rồi người ta người ta đã đập cho như thế. Thậm chí người ta còn quay clip lại, người ta tung lên rồi cuối cùng mà rồi cũng không chừa. Mắc bệnh ở đây thật ra là bệnh thôi cứ gọi là dại tình đi. Bây giờ thì có theo một ông nào cụ thể không? Hiện tại bây giờ là không, mình thì em để ý thì chắc là có theo nhưng mà chưa xác định rõ, nhưng mà cái thời gian trước là theo 4 người rồi ạ. Cô có đi làm không? Có đi làm công ty ạ. Đi làm công ty xong rồi là không về nhà mà lại về một cái chỗ trọ nào đó đúng không? Hay là về ngoài? Về chỗ trọ. Mình có nghĩ rằng là thế này này, cái lúc mà cô bí quá ấy, hồi 25 tuổi ấy, gia đình cứ thúc giục. Thế rồi lại gặp mình cũng là người đàn ông chững chạc, cũng là cùng cảnh ngộ đổ vỡ gãy đổ cái thứ thì thôi thì tặc lưỡi để tiến tới hôn nhân. Nhưng mà cái sự chênh lệch cái mình bây giờ nói thế chứ mình cũng ngoài 50 rồi, mình cũng chẳng thể nào mà hừng hực như là mấy em 30 được đúng không? Mà cô thì còn có ba ấy. Ngoài cái tính mà nhẹ dạ cả tin rồi là nông nổi, ít suy nghĩ, đầu óc nó có vấn đề ra thì lại còn ở cái trẻ. Mà trẻ thì làm công ty hay va đập, nhìn thấy những cô bạn bằng tuổi mình cũng 32, 31, 30 lại lấy được chồng, lại toàn cậu chồng cao to đẹp trai, hot boy hot biết chẳng hạn, thế là quay về nghĩ rằng là ông chồng mình già. Không, em cũng cao to đẹp trai quá ạ. Mình tử tế, mình tốt như vậy mà cuối cùng thì cô sẵn sàng cô vứt đi như thế để đi theo những cái người đàn ông cũng đã có vợ. Thế thì chứng tỏ là người ta có cái sức hút, có cái sức hấp dẫn mà mình không có được, đúng không? Cái không phải ạ. Ừ. Thế cô chỉ tuyên bố với em là có thể lấy người già hơn và xấu hơn cũng được, nhưng mà cốt là phải chiều cô đấy. Thế mình không chiều hả? Mình vẫn chiều nhưng mà tính là hơi cục tính, là hơi quát nạt ạ. Ừ. Thế còn mấy cái ông có vợ kia thì ông ấy chiều, thế chiều mà ông lại quay clip ông tung lên như thế, ông đánh cho lên gì nữa. Mình có nghĩ rằng vợ mình hư không? Em nghĩ là bị nhẹ dạ cả tin. Ồ. Có giấy kết quả vào bệnh viện mà. Ừ, hiểu năng trí tuệ là được ăn tiền hỗ trợ người khuyết tật đó. 590.000 một tháng. Ô, thật à, thật à? Ô, tưởng nói đùa hóa thật đó hả? Thật ạ. À? À, rồi, vâng. Rồi. Ví dụ như cô cứ đi mãi mãi như thế này, đánh thì chẳng đánh được, tìm về thì cũng thôi, thì cứ là người thiểu năng rồi mà suy nghĩ nó nông cạn mà đấy đến nhưng con mà cũng chẳng nói chuyện thì rất khôn ngoan ạ. Thôi thì người ta cũng có cơn thôi, chứ còn nếu mà lại cứ dạy cả ngày thì cũng chắc cũng mệt. Thế bây giờ mình cứ đặt tình huống thế này này, tìm thì không tìm được, về thì cô không về, thế nhưng mà ví dụ như là vài tháng sau cô đi theo hết người đàn ông nọ đến người đàn ông kia xong là chán được, không còn ai trước cô nữa thì cô mới quay trở về, mình có tha thứ không? Cứ ngồi đấy đợi không? Bây giờ em gia đình đã họp gia đình và chỉ xác định là
nếu mà cô không về thì phải bắt ép về mà không cho đi làm nữa, bởi vì là chỉ sợ cô là bị người ta đầu độc bằng ma túy hoặc là bằng thuốc kích thích, là nó mê muội, là nó không nghĩ đến gia đình, cho nên là rồi tức là bây giờ rất là lo sẽ đi bắt cóc xong rồi không cho làm gì thì người nhốt ở trong nhà đúng không? Vâng ạ. Thế nhưng mà suốt ngày bây giờ cô cũng khôn chán rồi, cô ấy dùng điện thoại, cô ấy gọi điện cho trai, xong rồi cô ấy trò chuyện tán tỉnh, rồi mình thì đi làm, xong rồi nhốt một cái bà ở trong nhà. Cô ấy có phải dại đến mức độ mà phải quản thúc đâu, vẫn còn là người công dân bình thường, mình không quản được cái người như thế đâu. Mà mình sung sướng gì khi có một cô vợ mà bây giờ hở ra là nó theo dai, cho nên đến nỗi bây giờ phải nhốt rồi còn bắt xích nữa, giống như là người ta cai nghiện ma túy ép buộc ấy thì không được. Thôi thế thì thế này, cứ làm cái gì mà mình thấy có hiệu quả, nhưng đừng vi phạm pháp luật, đừng có đánh người, đừng có xích người. Hàng xóm láng giềng mà bác trưởng thôn hay là chi hội phụ nữ thôn ta phát hiện thấy là nhốt cô ở trong chuồng sắt hay là xích sắt là người ta có quyền nói là mình đang hành hung hành hạ người khác rồi, lại bạo lực gia đình đó. Thế còn thôi thì mình hoàn cảnh như thế rồi, mình cũng đã thương cô đến như vậy rồi, nhưng mà rồi mình cũng lại nể gia đình. Chứ ra người khác thì người ta sẽ tìm một cái con đường khác nó nhẹ nhõm hơn. Thôi thì đấy, lấy vợ mong muốn là sống với nhau trọn đời, đời còn dài, chứ có phải là giờ bây giờ mà có ba mấy tuổi đầu còn lông bông lêu bêu, rồi mai kia suốt ngày đi tìm bà điên, bà tay nhặt lá chân đá ông bơ ở ngoài đường ấy, thì rồi mình đã hết lòng rồi, cuối cùng mình còn khổ cả đời về sau. Mình đã lấy vợ trẻ, mình mong muốn thằng sau này có cô vợ nó trẻ trung, nó khỏe khuyết để nó đỡ bần mình cái lúc mà mình già cả, mình ốm đau, thì cuối cùng bây giờ lại đấy. Anh cân nhắc nhá. Nếu nhưng mình mà cứ... em thì em này lúc nào cũng thương cô ấy, bây giờ em chỉ sợ là mình bỏ rơi cô ấy thì ra ngoài xã hội này nó lại lừa đảo này thằng này mang khác. Rồi, thế thì điện. Rồi. Rất tốt, rất tốt. Tâm à? Ừ, rất tốt nhá. Cứ làm cái gì mà có thể là bảo đảm được cô ấy không bị lợi dụng này, rồi đừng có bị vi phạm pháp luật này. Mình cũng thông cảm rằng đầu óc cô nó có thế thôi, cũng đừng có đánh đập gì một cách quá đáng không, nhá. Không đánh đập, không đánh đập. Cô ấy chửi nhiều quá thì cũng có anh trai cũng tát mấy phát và chồng cũng tát có một cái mà bỏ đi luôn ạ. Thôi mình biết cô ấy là bây giờ là cô ấy chỉ thích nhẹ nhàng, không thích đánh chửi thôi, thì cứ coi như là mình được cô vợ trẻ, nhưng mà cứ phải chiều như chiều vong thế thôi nhá. Còn chiều hơn cả chiều vong không? Ừ, thôi thế là còn hơn cả vong. Vong nó cũng hay hay dỗi lắm, vong mà nói không ấy là vong thăng luôn. Trêu vậy thôi, nhưng mà thôi mình vất vả quá, có lẽ là cái số nó như thế rồi. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn, cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Chúc cho anh sẽ sáng suốt và có những cân nhắc để giải quyết chuyện gia đình của mình anh nhé. Vâng, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Bắc Giang. Alo, thính giả gọi điện từ Bắc Giang phải không ạ? Tôi có thằng em năm nay 34 tuổi. Vâng. Vợ con lấy một lần rồi, nhưng mà vợ nó thần kinh nó không lấy được. Nó thì bị thần kinh trí tuệ. Vâng. Nên là vợ bỏ đi Trung Quốc rồi. Gia đình khuyên mãi không được thế này. Muốn hỏi chương trình cho anh tìm giúp một cô cho, bởi vì là có phải là xem thầy bói của là số em nó chỉ được lấy một vợ chả có phải không? Vâng. Hỏi chương trình. Vâng. Vâng, tức là em trai của anh năm nay 34 tuổi và có vấn đề về thần kinh đúng không ạ? Vâng. Và đã lấy vợ nhưng mà vợ thì cũng không chịu được và cũng đã bỏ đi rồi. Và bây giờ thì anh muốn chương trình có một cách nào đó để giúp anh, để giúp cho em trai của anh đúng không ạ? Sẽ tìm được một người phụ nữ khác à? Hay thế nào? Vâng, phải đấy. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn xem nhé. Xem là anh Đoàn có cách gì giúp anh không ạ? Vâng, xin chào anh. Xin chào anh Đoàn. Dạ, anh ơi, anh năm nay là anh bao nhiêu tuổi? Tôi năm nay 75 tuổi. Wow. Thế ạ, à? Vì thấy bảo cậu em mới có sinh năm 86 hay 87 gì, mới 34. 88, sinh năm 88. 88, ôi thế thì... 84 tuổi. Vâng, anh em cách xa nhau thế ạ. Bố đấy, đây là bố đấy. Dạ. Vậy là bố anh bạn đấy. Con trai. Tôi là bố. À... Tôi là bố sinh... Vâng, tức là cái cậu 88 là con trai của anh.
Vâng, ôi dồi, từ nãy tôi lại cứ tưởng là em trai, hỏi cho cậu em trai bảo ôi thế anh với lại cậu em cách xa nhau. Anh ban nãy có nói rằng là cháu nó kém kém về trí tuệ thì nó đến mức độ nào anh? Nó cái kém về 30%. Ngày xưa nó có đi học được không anh ơi? Cháu nó có đi học không? Đi học không nhận thức được. Không có nhận thức một tí nào, không lên được cái lớp nào hả? Cháu học được lớp mấy? Thế hiện không nay thì được. Hiện nay sức khỏe của cháu thế nào, có làm ăn gì không, hay là khỏe mạnh, làm ăn bình thường cũng gọi là kém khả năng trí tuệ mất 30%. Vâng, tức là tóm lại là không khôn ngoan, không nhanh nhẹn lắm thôi, chứ cũng vẫn làm vẫn ăn được rồi cũng rồi. Làm, vẫn ăn được. Rồi cháu nó đi làm gì, nó có gần nhà không? Mình... nhà đi phụ bữa, phụ à vâng kinh. Thế cũng tốt, lao động tay chân, lao động công việc, thế chắc đi công ty thì không được đúng không? Công ty thì ít nhất đang yêu cầu là phải có cái bằng tốt nghiệp cấp 3 chẳng hạn đúng không? Nhà mình thì không có, thôi không sao cả. Hiện nay là cháu nó đang dựa vào anh chị. Mình cũng nuôi nó luôn, thế nhưng mà còn thế nơi làm được bao nhiêu thì làm chứ. Cháu lấy vợ được mấy năm thì vợ bỏ đi hả chị anh? Được 9 tháng. À, 9 tháng. Được 9 tháng thì sinh được một đứa con trai. Nhà nó ấy mãi, thế là mãi mới khuyên được, thế là bảo nó theo già. Bây giờ thì là cái đứa con trai, tức là cháu nội anh ấy, thì ai nuôi? Ông bà nuôi. Tức là anh chị ấy hả? Ồ thôi cũng tốt ạ. Thứ nhất này, con mình nó vẫn còn ở nhà với mình này, lại có được cháu nội này, thôi thì vợ chồng nó không hạnh phúc rồi, nó cũng là cái đứa đôi đầu tiên ấy, thì cô gái nghĩ rằng thôi anh ấy chắc chỉ hiền lành, rồi lấy nhau về để bảo ban nhau làm ăn chắc rồi ở rồi nó mới thấy nó lòi ra những cái thứ mà nó không phù hợp, như là không khôn ngoan, không biết chiều chuộng vợ, rồi không thế nọ thế kia. Thôi cái chuyện, nhưng mà khi lấy vợ thì có đăng ký kết hôn không anh? Có đăng ký kết hôn. Hiện nay là cô chỉ là bỏ đi thôi đúng không? Bỏ đi thôi thì không dùng được thì. Vâng. Tôi muốn hỏi thế, để tôi nói thế ạ. Nghĩa là về mặt nguyên tắc thì con trai anh vẫn đang có vợ, mà cô kia vẫn là vợ của con dâu nhà mình. Nó đi chán là nó sẽ về thì mình cũng chẳng có quyền để đuổi được. Cho nên bây giờ cũng chẳng thể nào mà con trai nhà mình đi bước nữa với một cô nào khác. Đấy, nếu có thì chỉ gọi là gá nghĩa hoặc là thương nhau thì nó thích ở với nhau thôi, chứ còn để mà đăng ký kết hôn hay lấy thành vợ thành chồng không có nữa, bởi vì chưa ly hôn. Đấy là về mặt pháp lý đã. À, ly hôn rồi đấy. Ra tòa chưa, có giấy kết ra tòa rồi, có giấy kết lục rồi. Thôi thế tôi đang hỏi cái băn khoăn là kiểu mà thế bảo là chỉ bỏ đi Trung Quốc thì tưởng là dỗi hơn bỏ đi thì đi người ta về thì rồi không được. Thế thì coi như xong rồi, coi như là hiện nay là cậu ấy ở một mình, nhưng mình là bố là mẹ, mình cũng không sống mãi mà nuôi được con được cháu, thì muốn cho nó tìm một người vợ để nó thương nhau, để nó thứ nhất là nó nuôi con, thứ hai là nó trông nhau đúng không ạ? Anh ơi, tốt nhất vẫn là mình người trần mắt thịt, mình nhìn thấy gần quanh đấy, ở làng bên làng xóm người này người kia giới thiệu cái cô ấy cũng tuổi, bây giờ con nhà mình không kén được nữa, mình thứ nhất là con nhà mình cũng xác định nó có cái điểm yếu là nó không khôn ngoan, chấp nhận phải lấy một cô cũng đã từng ly hôn hoặc có con riêng hoặc thậm chí lớn tuổi hơn con nhà mình ấy. Chứ mà bây giờ mà bảo đòi một cô 25, 27 sinh rồi tốt nghiệp đại học hay cao đẳng, hiện nay đang làm kế toán công ty Nhật thì không có đâu ạ. Đó, rồi người ta có lấy được về rồi người ta lại đi mất thôi. Cho nên là nồi nào thì phải úp cái vung ấy. Mình tìm một cô, thôi thì cô cũng được cái cô to khỏe, cô cũng không nhanh nhẹn lắm nhưng mà chịu thương chịu khó. Rồi làng ở làng bên rồi cô cũng muộn chồng chẳng hạn, ví dụ như thế, hoặc là cũng đã vướng một đời chồng, bây giờ cô cũng đang nuôi một đứa con, mình là người thay mặt cháu đi, rồi tất nhiên là vẫn nói rằng hôn nhân phải là do tình yêu rồi tự nguyện, nhưng mà tùy hoàn cảnh, trong trường hợp mà cháu nó không sáng suốt lắm thì mình là người lớn thì mình tư vấn, mình vun vén, mình
thậm chí là hướng dẫn một số thứ đúng không? Chứ còn thì anh mà có gọi lên đài bây giờ có giao quảng cáo một cái số điện thoại là có một cái anh như thế, lại người hơi chậm chậm, lại có một đời vợ, giờ vợ bỏ đi đang nuôi một con, ai mà có cái gọi là thiện tâm để liên lạc với anh ấy thì chắc là cũng khó lắm đúng không? Bây giờ con cái nó đi làm công ty rồi thì các nơi các ngã nó vẫn cứ nhờ người thì tìm họ, mà còn cả thuê cả người ấy để cho mối đúng không? Thuê. Vâng. Thế nhưng mà không được. Vâng. Thế là cái cô kia trước ở nhà là khuyên ngoan, là khuyên bảo như thế, là kiên trì đã khuyên bảo đến 2 năm rồi. Cái vợ chồng là anh trai thì từ không nhất trí, rồi thì đến lúc thì tan nát cả gia đình, nhưng mà tôi vẫn cứ quyết tâm là khuyên ngăn nhưng mà không được. Thế rồi. Ngăn làm sao được, con người chứ có phải đó, người ta thấy đời người ta không phải lãng phí với một người mà nó không mang lại cho người ta vui. Mình là con mình thì mình thương, nhưng mà kia nó làm khắc máu tanh lòng vợ chồng, lúc ban đầu nghĩ rằng thôi lấy cũng được hiền lành, nhưng mà về sau chắc là con mình nó cũng thể hiện ra nó cũng không được như người ta mong muốn, người ta phải đi tìm một con đường khác thôi. Cái đấy mình chẳng trách nữa, mà nó cũng xong chuyện rồi. Thế thì qua đó mới rút kinh nghiệm rằng là bây giờ mình không thể đòi hỏi những người cao mà rồi người ta về rồi nó người ta lại đi nữa, lại vấp một lần nữa thì chết. Cho nên mới bảo không, là không yêu cầu đòi hỏi cao xinh đẹp gì cả. Vâng. Là người nhỡ nhàng là gọi là hơn con tôi 5-7 tuổi cũng được. Vâng. Gọi là bị nhỡ nhàng. Thế thì tôi bảo là đúng rồi. Vâng. Thế thì tôi bảo cái nguồn đấy chính là cái nguồn mà họ hàng rồi những người quen ấy biết thì giới thiệu, ví dụ đấy em làm ở xưởng em có chị này, chị thì cũng hơi cứng tuổi một chút, hình thức thì cũng không được xinh lắm, nhưng được cái chị chịu khó mà chị đấy cứ đi làm được lương 10 triệu một tháng mà chỉ tiêu hết có 1 triệu thôi, còn 9 triệu cất đi, bây giờ chị cũng có vốn có liếng rồi, cũng mua được mẫu đất để làm được vân vân, tức là khá là mình người thật việc thật. Và cũng có những cái rậm rạp của người lớn cũng chả cần là làm được nhiều không, tôi lấy ví dụ thế năng ấy đâu, chỉ cần là sống khỏe mạnh trông nom hai bố con nó cho ông bà tuổi già là bất núi đi là có người trông nom đấy là được rồi, chứ còn không dễ đâu, thời buổi này mà phụ nữ người ta cũng khôn lắm ấy, lấy chồng người ta làm để mà cậy mà nhờ, mà lấy chồng về chỉ để mà lại để chăm một cả ông bố lẫn ông con ấy thì chắc là mình cũng phải mạnh ở cái gì đó thì người ta mới ấy. Trên vì vậy mà nó cũng khó, tôi nói thật là trong trường hợp của cậu nhà mình là khó. Giờ cứ kể ra là đấy, hơi hơi chậm chậm với này, cũng không có thông minh mà đã thế lại còn có con riêng. Thế thì nếu chấp nhận về thì vừa chăm bố vừa chăm con thì là khó khăn rồi. Thế cho nên là bằng các cái nguồn mà quen biết ấy, mình nhắm trước cho bạn ấy một cái đám, rồi là người lớn cũng có những cái câu qua lại. Thật ra là có cái gì mình cứ kể hết ra, nó chậm đến mức độ nào là mất trí mất 30%, rồi có giấy xác nhận là thế nọ thế kia vân vân, thì để cho người ta thông cảm thôi, thì nếu mà người ta thương thì được, còn nếu không thì cũng khó. Thế còn chúng tôi thật sự ra cũng không thể giới thiệu ở trên đài được. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn, cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Xin chào thính giả gọi điện đến từ Thái Nguyên ạ. Alo. Như là buổi tối ngủ ấy, xong rồi lúc tỉnh dậy ấy, thì chung là nó dương vật rồi, nó cứ cứng 4-5 tiếng sau nó xuống rồi. À, tức là tối nào cũng thế đúng không ạ? Vâng. Sau một đêm ngủ dậy thì như thế hay? Ngủ dậy bất cứ lúc nào. Là nó cứ cương cứng 4-5 tiếng và mình cảm thấy rất là khó chịu đúng không? Xin lỗi, là mình lập gia đình chưa ạ? À, có gia đình rồi. À, có gia đình rồi, và cũng với cái hiện tượng đấy thì mình cũng chưa đi khám ở đâu đúng không? Chưa. Vâng, bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn nhé, xem đó là hiện tượng gì ạ? Ừ, em ơi, thế sao không, nó xảy ra lâu chưa? Không biết là mới cách đây đủ 2 tháng này. À, thế à? Gần 2 tháng này. Ừ, sáng nào cũng như vậy? Vâng, cứ ngủ dậy, không cứ sáng ngủ dậy, giờ nào, ngủ gần ngày. Ờ, thì thông thường ra... là buổi sáng dậy thì là nó có cái hiện tượng cương cứng. Thì cái việc đấy là cái việc mà nó là bình thường, là sinh lý. Nhưng mà sau đó thông thường là nó lại tự xuống.
Đó. Thế nhưng mà cái của mình ấy thì là nó cứ cương cứng và nó không xuống được. Một là do yếu tố thần kinh, hai là do yếu tố mạch máu nào đấy. Cái việc cương cứng ấy là do máu nó dồn xuống ở dương vật, nó gọi là có một cái thể hang ấy, và nó dồn xuống đó và nó làm cho nó cương cứng lên. Thế đấy là giải thích về mặt cơ học, và vì lý do nào đấy thì máu nó không về được. Đấy, cho nên là hoặc là nó như là trường hợp của anh là nó về chậm. Thì nguyên nhân của nó làm sao mình phải đi khám nhá. Có những người là nó không thể xuống được và người ta phải chích vào đấy để cho máu nó ra cơ. Thế thế Không, thì em thì độ cứ bốn tầm 4 tiếng, nói 4 tiếng ừ, cho 4 tiếng là lâu quá nhá, vâng 4 tiếng là lâu quá và là bất thường rồi. Cho năm nên giờ sáng là em dậy, chứ 5 giờ sáng em dậy thì phải đến tầm độ gần 10 giờ trưa. thì thế người ta chỉ độ lúc thôi 15 20 phút, hoặc là thậm chí nếu mà cái sinh lý bình thường nó là như thế cho nên rồi nó sẽ xuống, nhưng bây giờ nó là bất thường rồi, hoặc là có những cái hiện tượng nó gọi là cái ham muốn nó trỗi dậy và nó cứng cứng lên như thế, thì phải bằng cái cách là gọi là mọi cách để giải tỏa ấy, để em nó em có lần em thử một lần em ừ đi về bụng bàn xong em chạy ờ em giải tỏa ờ à, em cũng quan hệ ờ hai và 2 tiếng hơn 2 tiếng xong rồi chết em giờ mệt em không có quan hệ nữa rồi ôi có giời đi. ừ thế là vợ chết giờ đúng không? Thế đã có lần nào mình tự xử chưa, với không 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 cần vợ tự xử xem nó có xuống không? Chưa ấy hả? Nhưng mà rõ ràng là với vợ mà 2 tiếng nó cũng không xuống thì em phải đi khám thôi ở Thái Nguyên, xem là có cái bệnh viện Nam Học nào không ấy, hoặc là Vâng, lên Hà có Nội điện thì ở nó đây cũng thì không xa lắm. đấy là không không có mà khám thì phải khám ở đây kiểu phòng khám người ta gì lắm không Vậy thì phải về Hà Nội một cái đi. Hà Nội thì rất là rồi nhiều cái ở cơ trên nào sở mà khám Nam Học ấy nhá. Ừ. Đến bệnh viện Việt Đức cũng có khoa Nam Học. Thế đi khám sớm đi, đừng để nó như thế xong lại còn thử với vợ, tra tấn vợ lắm nhá. vâng Cảm vâng ơn ạ những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. vâng vâng cảm ơn anh chị nha. Vâng, chào bạn.